Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a vợ của anh là Phi-líp-phê. Mà ông Gioan lại bảo ngài Đông Đục không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Hê-rô-đê căm thù ông Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên ông sợ và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đã đến. Nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. Con gái và Ê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một lửa nước của ta cũng được. Cô gái ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào, đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban cho con một cái đầu của ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan Tẩy Giả đến. Thị vệ ra đi chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, muôn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện vui nhưng để lại cho chúng ta một suy nghĩ. Đó là có một người phụ nữ lớn tuổi rồi, buổi sáng vẫn đi tập thể dục, buổi chiều vẫn đi đọc kinh lòng thương xót, buổi tối đi lễ. Thế tự dưng vào một ngày kia không thấy đi đọc kinh lòng thương xót nữa mà đi tập bơi. Đi được mấy tuần như vậy, thằng con trai nó mới thắc mắc. Nó bảo mẹ, kỳ này buổi chiều không đi đọc kinh nữa mà đi tập bơi nghĩa là làm sao? Lớn tuổi rồi. Bà mẹ bảo rằng, này con, bởi vì mẹ ở với con á, mẹ thấy vợ chồng con cứ cãi nhau. Rồi sau đó vợ con mới hỏi con rằng, bây giờ giữa mẹ và em mà rớt xuống biển, cứu một trong hai, anh cứu ai? Mẹ thấy cái chuyện này, vợ con nó cứ hỏi con, mỗi lần cãi nhau là nó hỏi. Mẹ không muốn làm khó con cho nên mẹ đi tập bơi. Rồi một ngày kia hai vợ chồng lại cãi nhau. Vợ nó mới hỏi chồng, bây giờ em hỏi anh nè, mẹ anh với em rớt xuống biển mà cứu một trong hai, anh cứu ai? Thì chồng mới bảo rằng, bây giờ em hỏi ngược lại, anh hỏi ngược lại em, nếu giả sử hai vợ chồng mình rớt xuống biển mà mẹ cứu thì mẹ cứu ai? Thì vợ bảo rằng chắc chắn là mẹ cứu thằng con trai chứ bao giờ mẹ cứu con dâu đâu. Thì thằng chồng nó bảo rằng nếu mà giữa trường hợp giữa mẹ và em rớt xuống biển là em chết chắc. Bởi vì anh nhảy xuống anh cứu, anh không biết bơi. Mà không biết bơi, mẹ sẽ cứu anh chứ không bao giờ cứu em. Cho nên từ nay trở đi đừng bao giờ hỏi cái câu này, mà hãy đi tập bơi đi. Thưa cộng đoàn,
Bài tin mừng ngày hôm nay không nói chuyện đi học bơi, nhưng mà nói chuyện học làm người môn đệ của Đức Kitô. Đó là ông Gioan, ông đã rao giảng nước trời, ông đã chuẩn bị đường cho Đức Kitô đến, và ông ta cũng đã nói đến cái sứ vụ của Đức Kitô đem tin mừng cho mọi người. Và đặc biệt hôm nay ông Gioan bị trảm khuyết là vì ông ta muốn bảo vệ cái đạo đức của xã hội, đặc biệt là cái luân lý, cái giá trị đạo đức của hôn nhân gia đình. Khi mà ông ta ngăn cản ông Herode lấy bà chị dâu của mình, và như vậy cái đạo đức trong gia đình đã bị đảo lộn và đã bị đánh mất. Và điều này đối với chúng ta sống đời sống hôn nhân gia đình, nó không phải là chuyện bình thường, nó là một ơn gọi để mỗi người chúng ta, trong anh chị em, làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm ông, làm bà, để rồi chúng ta bảo vệ không những cái giá trị đạo đức của hôn nhân, mà còn bảo vệ cái sứ vụ, vai trò làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ của mình trong gia đình, để đem lại ơn cứu độ, đem lại niềm vui, bình an và hạnh phúc cho gia đình. Bởi vì một khi mà chúng ta không tự huấn luyện mình, hay là tự tu thân mình, dù trong gia đình, thì không thể đem lại sự bình an và hạnh phúc cho gia đình. Hôm nay lễ Gioan chịu trảm khuyết cũng là một mẫu gương để mỗi người chúng ta cũng đang bị trảm khuyết hay là được trảm khuyết trong chính đời sống gia đình của mình. Từ cái niềm vui đến nỗi khổ, từ những cái lo lắng đến những cái bươn chải lo toan hàng ngày, điều đó vừa là một niềm vui, vừa là một thập giá để cho chúng ta bảo vệ cái niềm tin của chúng ta.